Kính chào quý vị và các bạn, trên tay tôi là chiếc điện thoại Qi Mobile Lim 02. Đây, tổng quan về chiếc Lim 02 được sản xuất bởi Qi Mobile. Chiếc điện thoại Qi Mobile Lim 02 này được thiết kế rất là nhỏ gọn, bàn phím rõ ràng và lớn nên là chúng ta dễ bấm, với hai sim, hai sóng online. Hai sim gọi thì chúng ta có thể bấm gọi từ sim 1, sim 01 hoặc sim 2, sim 02, rất là tiện, không phải chọn sim như là các cái dòng máy hai sim thông thường khác. Bây giờ chúng ta sẽ xem về giao diện của Qi Mobile. Đây, với màn hình 1.8 inch, đây là các danh mục của Qi Mobile Lim 02 với hỗ trợ danh bạ 300 số. Đây, phông chữ lớn dễ đọc và với nhiều tính năng đa phương tiện như là có máy ảnh, quay phim, xem video, ghi âm, đài FM. Và đặc biệt máy Lim 02 này có trò chơi con rắn rất là thú vị để chúng ta có thể giết thời gian những lúc rảnh rỗi. Nó quản lý tệp, lịch, báo thức, giờ thế giới và có cả máy tính. Mặt sau của Lim 02 thì có camera digital và đây là loa.